Không cần chờ công nghệ Voice Engine của OpenAI nữa, bây giờ các bạn hoàn toàn có thể nhân bản, huấn luyện và clone cái voice, cái giọng của chính bạn với một cái con AI này. Các bạn chỉ cần tải file âm thanh giọng của chính các bạn lên, dài đâu đó là khoảng 10-15 giây thì các bạn đã hoàn toàn có thể sử dụng được cái giọng của chính bạn bằng cái công cụ AI này rồi ha. Và điều đặc biệt là nó đang miễn phí các bạn ha, nó cho trải nghiệm miễn phí nha. Và có một cái lưu ý quan trọng khác thì tí nữa mình sẽ nói trong cái video này nha, thì các bạn hãy xem hết cái video này nhé. Đó, thì các bạn có thể thấy đây là một cái công cụ AI, nó cho các bạn clone your voice for free ha, tạo cái giọng của các bạn miễn phí, và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng voice của các bạn sau khi đã được training ha, chuyển sang text to speech này hoặc là speech to speech này. Thì dạo này cái tính năng là language dubbing ở đây thì nó khá là nổi dạo gần đây ha, nó giúp cho các bạn có thể lồng tiếng đa ngôn ngữ luôn à, rất là tuyệt vời luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào chi tiết nha. Thì đây là một cái công cụ có tên là Reasonable AI nha, thì cái đường link để các bạn có thể sử dụng đăng ký và cũng như là truy cập vào cái công cụ này hoàn toàn miễn phí, thì mình sẽ để đường link của cái công cụ này ở dưới phần mô tả ha. Rồi sau khi mà các bạn đã truy cập cái đường link mà mình để dưới phần mô tả đó thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như này ha. Rồi các bạn để ý cho mình, nó có một cái nút Sign ở đây, các bạn bấm vào nha, và các bạn chỉ cần một cái tài khoản Google là các bạn hoàn toàn có thể đăng ký được cái công cụ này rồi ha. Đây, các bạn bấm vào Sign with Google, rồi sau đó các bạn hãy điền hết tất cả những thông tin này vào nha, những thông tin này cũng rất là đơn giản thôi. Rồi sau khi các bạn điền xong thì các bạn bấm gửi là đã tạo được thành công cái tài khoản rồi ha. Rồi sau khi mà bạn đã đăng ký tài khoản và cũng như là đăng nhập thành công cái công cụ này thì nó sẽ hiện ra một giao diện như thế này ha. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới trước nha, để các bạn có thể nắm sơ qua thì cái công cụ này nó trông như thế nào ha. Thì đầu tiên là các bạn hoàn toàn có thể nhập vào và sử dụng ngay luôn. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể điền cái text, cái chữ văn bản của các bạn vào đây, và các bạn có thể chọn giọng voice có sẵn ở đây ha, hoặc là các bạn hoàn toàn có thể bấm vào speech to speech để mà các bạn có thể tải cái file giọng của các bạn lên, thì nó sẽ chuyển cái giọng mà các bạn tải lên đó sang những cái giọng có sẵn ở đây nha. Thì cái tính năng này nó cũng khá là đơn giản ha, thì mình đã từng làm một vài cái video để mà chia sẻ hướng dẫn cách làm những cái công cụ với tính năng tương tự như vậy, thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại trên cái kênh YouTube Phan Nông Giang của mình nha. Rồi tiếp theo nó sẽ có một cái phần quan trọng hơn ha, đây mới là cái phần chính của cái video này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đây nó sẽ có một cái ô là create custom voice, có nghĩa là đây là một cái nơi để các bạn có thể tạo huấn luyện và nhân bản chính cái giọng của các bạn ha. Các bạn chỉ cần tải cái file âm thanh của các bạn lên thôi, rất là đơn giản. Còn cái marketplace voice này kiểu như là những cái voice người ta đã làm rồi đó, thì nó sẽ tổng hợp lại một cái thư viện à, các bạn hoàn toàn có thể vào đây và xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái phần là create custom voice ha, thì các bạn chỉ cần bấm vào đây này đó, thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như này ha. Việc của các bạn chỉ cần là thứ nhất là các bạn hãy đổi tên cái AI voice của bạn ha. Cái thứ hai thì các bạn sẽ thấy nó có hai cái phần như này, thứ nhất là cái phần professional voice clone, có nghĩa là đây là dành cho những ai muốn làm nó chuyên nghiệp, nói chung là làm nó một cách đầy đủ hơn. Ví dụ như là bạn muốn làm riêng cho mình để sau này mà các bạn có thể áp dụng vào công việc, áp dụng cho công ty chẳng hạn ha, cho doanh nghiệp, thì chi tiết nó xịn hơn như thế nào thì các bạn hoàn toàn có thể đọc ở đây ha, khá là đơn giản thôi. Để mà các bạn có thể sử dụng được cái phần này thì các bạn buộc phải trả phí cho nó ha, còn nếu mà các bạn muốn xài free thì các bạn xài cái bản này ha. Thì mình sẽ bấm vào cái phần này, rồi mình sẽ bấm next. Rồi tiếp theo nó sẽ có hai cái lựa chọn cho các bạn ha, một là các bạn hãy tải lên cái file cái audio, cái file âm thanh giọng của các bạn ha, thứ hai là các bạn hoàn toàn có thể record ghi âm của chính giọng của bạn ở trên ngay cái web này luôn ha. Thì ở đây mình khuyến khích các bạn hãy tải cái file mà bạn đã ghi âm sẵn rồi ha, nó sẽ đơn giản hơn. Rồi giả sử ở đây mình sẽ có một cái file âm thanh của mình ở đây ha, thì mình chỉ ghi âm cái giọng của mình đâu đó là khoảng 15 giây thôi. Đây các bạn có thể xem đó, thì bạn sẽ thấy rằng là cái lên ở đây mình chỉ ghi âm khoảng 15 giây thôi nha. Thì các bạn ghi âm cái giọng của các bạn càng lâu thì cái dữ liệu mà cái con AI này nó học được sẽ chất lượng hơn, tốt hơn ha. Rồi ở đây mình sẽ làm nhanh cho các bạn, làm khoảng 15 giây thôi. Và các bạn nhớ rằng là các bạn hãy tải file MP3 lên nha các bạn ha. Đó thì các bạn sẽ thấy ở đây nó chỉ có phần là WAV hoặc là MP3 thôi. Rồi cái phần này các bạn nhớ lưu ý nha. Đấy các bạn nhớ là at least 10 second này. Đó, nên là các bạn chỉ cần 10 giây là đủ rồi ha. Rồi ở đây mình sẽ tải lên này. Rồi mình sẽ tải cái file này lên. Rồi tiếp theo đây là cái quan trọng này. Thì cái công cụ này nó cần cái sự chấp nhận của các bạn ha. Chấp nhận rằng cái công cụ này nó có quyền sử dụng cái giọng của các bạn để mà nó training, để mà nó có quyền với cái voice của các bạn được tải lên ha. Thì các bạn cần phải cho họ biết rằng là bạn chấp nhận nha, nên là các bạn phải ghi âm lại cái nội dung đọc này ha, tức là các bạn bật điện thoại lên, bật cái ghi âm lên và các bạn đọc hết cái giọng này cho mình nha. Đấy thì ở đây mình cũng đã làm một cái file như thế này rồi, đây cái file này là cái file chấp nhận của mình ha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ tải cái file này lên này. Rồi mình sẽ bấm next này. Ok, vậy là nó đã training xong rồi đó các bạn ha. Mình đợi đâu đó là khoảng 1 đến 2 phút thôi là nó đã training xong cái giọng của mình rồi. Bây giờ các bạn đã ready to use, có nghĩa là bây giờ cái giọng của các bạn có thể sẵn sàng để mà sử dụng rồi ha. Rồi các bạn nhớ là trước khi mà các bạn bấm vào try my custom voice thì các bạn hãy nhớ là chọn cái phần project để mà các bạn test cái voice của các bạn ha. Thì ở đây các bạn bấm vào default, rồi sau đó các bạn bấm vào try my custom voice này. Rồi sau khi mà bạn bấm vào thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như này ha. Rất là dễ sử dụng các bạn ha. Đấy các bạn hoàn toàn có thể chọn rất là nhiều những cái voice ở đây ha. Ok, giả sử ở đây mình sẽ xóa cái câu này đi ha, mình sẽ dán một cái câu khác vào. Đấy kiểu như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm bắt đầu này.
Rồi, như vậy là đã generate xong cái giọng của mình ha. Thì các bạn hoàn toàn có thể bấm nghe ở đây. Welcome to my YouTube channel. Please give me a like and a subscription if you find the video useful. Rồi các bạn nghe thấy sao các bạn ha? Nó giống cái giọng mình đang nói không các bạn ha? Thì đối với mình thì mình thấy cũng khá là giống nha các bạn. Nói chung là bởi vì mình tải lên đâu đó là khoảng 10-15 giây thì mình cũng sẽ không yêu cầu quá cao về cái chất lượng cũng như là cái độ giống với cái giọng của mình. Thì tốt nhất là các bạn hãy tải lên cái file âm thanh giọng của các bạn và đâu đó là khoảng 5 phút, 10 phút gì đó để cho cái công cụ này nó có đủ dữ liệu để nó học cái file của các bạn ha. Rồi hiện tại thì cái công cụ này nó chỉ cho các bạn sử dụng bằng cái voice ở cái giọng ngôn ngữ là tiếng Anh thôi nha các bạn. Nói chung bởi vì các bạn đang sử dụng các bạn miễn phí nên là nó giới hạn cũng khá là nhiều thứ ở đây ha. Nếu các bạn muốn sử dụng được nhiều cái hơn, ví dụ như là set style, localize hay là đổi ngôn ngữ hay là các thứ thì các bạn buộc phải nâng cấp lên các bạn trả phí của họ ha. À nếu mà các bạn muốn tải xuống cái file âm thanh của các bạn á thì các bạn hoàn toàn có thể bấm vào đây nha. Các bạn hoàn toàn có thể tải full audio hoặc là separate tách ra những cái file audio của bạn ha. Đó thì cái video của mình nó cũng khá là ngắn như vậy thôi ha. Thì các bạn có thể thấy rằng là với một cái công cụ như này, các bạn chỉ cần đâu đó là khoảng 10 giây. Các bạn chỉ cần 10 giây thôi thì là các bạn hoàn toàn có thể cloning nhân bản sao chép ngay cái giọng của các bạn rồi ha. Có điều là để các bạn có thể sử dụng đa cái chức năng hơn thì các bạn buộc phải trả phí ha. Thì những bạn nào quan tâm và cũng như là muốn trả phí với cái công cụ này thì các bạn vào cái phần build link này thì nó sẽ có đầy đủ cho các bạn có thể tham khảo ha. Đây, đây chính là cái phần build link này. Còn cái bản free thì nó chỉ cho mình xài 300 giây thôi nha các bạn. Ok thì ngoài ra trên cái kênh YouTube Phan Nông Sàng của mình còn làm rất là nhiều những cái công cụ về AI, về trí tuệ nhân tạo, về ChatGPT nói chung ở đây ha. Và nếu các bạn thấy cái video này của mình nó hữu ích thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký ở đây. Và đừng quên bấm chuông thông báo tất cả ở đây để khi mình ra bất kỳ một cái video nào mới, bạn sẽ là người biết đến cái video này đầu tiên nha. Ok, cảm ơn các bạn.